Mến chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV sáng ngày hôm nay. Sáng nay cô ta quay lại quán của chị Yến, 7 ngày 7 món. Hôm nay là ngày 15 âm lịch, ngày mà tất cả các quán hầu như là đều bán chay. Thì chị Yến ở đây cũng như vậy. Nên cô ta qua quay lại cho việc xem, cũng như là cùng ăn chay đúng không vậy. Sáng nay trời mưa sớm lắm quý vị. Nãy cô ta chạy từ Bình Chánh qua tới Bình Thạnh gặp mưa. Cũng may là mưa nhỏ, bây giờ mưa lớn hơn nữa. Thì tại đây khách quán của chị Yến rất là đông. Và hôm nay cô ta thấy nhân sự của chị Yến có nhiều người mới. Đầu tiên là có em ở ngoài đây này, thứ hai là có em trai đây, và thứ ba là có cô ở đây. Còn hai vợ chồng chị Yến thì lúc nào cũng như vậy rồi. Ở đây Phula cực thích một điều là chị Yến ở đây bán rất là nhiều món, gần như là 6-7 món luôn. Bún rồi phở rồi nuôi đây. Qua xem luôn nha. Ai cũng tất bật làm. Ở đây giống như là cái buffet quý vị ạ. Món gì cũng có. Dạ. Yeah.
Dạ. Giò. Ở đây chị cái sắp xếp cái khay chả giò nhìn đã lắm nha. Có này là bún này kìa. Đây. Cháu của chị Yến và em bên đây là nuôi. Này là tiền bạc thì là chị Yến giao cho cháu hết luôn ạ. Năm hộp bún xào. Hai hộp bún xào có chưa? Hai hộp.
bao nhiêu khách mà chị em nhớ hay quá ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lắm trời lắm. Rồi quý vị ơi, chắc Phú Thọ tạm dừng ở đây nha quý vị. Thì nếu mà quý vị có đi ngang qua đây thì có thể ghé vào dùm thử. Chị Yến thì cũng khá là nổi tiếng rồi. 81 Phan Văn Hưng, phường 17, quận Bình Thạnh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Bye bye.